Tuy là Chào nó tất cả không các có bác quá đã đâu nhưng mà quay thực trở sự lại nó với cháy kênh là của rất là Trần tuyệt Anh vời. nhá. Các bác nhìn cái chất lửa của nó nhá. Em hiểu nhận được rất là Chất nhiều lửa yêu của nó cầu cháy của rất bác sáng, này. sáng trắng luôn các bác nhá. Anh ở những cái nơi Đấy, mà lửa nó sáng trắng khốc như này liệt thì hoặc là anh đảm ở bảo trên các những bác vùng là cao cháy ấy, là thì có nhiệt chế độ rất được là cái bếp cao. nào mà để cho Nhiệt độ nó rất là đốt cao. mà không Chúng cần ta các nhiệt bác có không thể cần nấu quạt thoải đúng mái không? ở bên Hoặc trong là nhà lúc cũng nào như là chúng ta nấu có thể ở bên cắm trong bản cái cũng khu được vực mà không mà cắm chúng cũng ta được có làm đông sao dân mà cư đốt cho nó cũng như nhanh là và mang nó đi khỏe tất nó cả những cháy khu vực và như dễ ngoài dàng vườn mang đi ngoài nó chợ lại được em tất cả ở mọi chỗ thứ tiện đều có thể hai nấu là được nó các cũng phải chịu được nấu trọng cực kỳ tải ngon nó và nhiều hiệu quả khi luôn nó to nhiều khi là có thể mang ra nướng nấu cứ được cho nó tiện em làm mà sao cho cho nó cái gọn gì nhẹ mà tiện tiện dụng dụng cho mà máy cứ của nó cũng như là ở cái khu vực cái mà bàn vùng nữa cao nhiều khi mà đi vào bên trong dãy hoặc đi vào bên trong rừng ấy, muốn mang cái bếp theo để đun nấu nhưng mà nó không có điện mà mang theo cái bếp bê tông thì nó lắc mà tìm đá gạch các thứ ở rừng thì nó khó. Vậy thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác chế một chiếc bếp này gọi bếp củi thông minh C28 thôi nhé. Chiếc bếp này với tiêu chí là gọn nhẹ và hiệu quả. Đấy, bếp này là sử dụng mục đích chính là sử dụng không cần điện, còn lúc nào chúng ta có điện chúng ta có thể bổ sung sinh hoạt thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, nhưng không có điện nó vẫn cháy nhanh và cháy mạnh và nó rất là ít khói, tiết kiệm củi, nhiệt độ cao. Đây thì bây giờ là em đang làm cái phần thân, nó sẽ có cái phần thân này gọi là phần này gọi là phần thân này. Nó có hai tác dụng, thứ nhất là nó là một cái phần kiềng chắn gió, thứ hai là nó là một cái phần giúp cho cái bếp cứng cáp và chịu được hơn các bác nhé. Nó ok không mọi người nha. Thêm mấy viên gạch đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho bác cái bếp nó luồn xung quanh các bác để các bạn nào bếp này đâu yêu cầu của bác là ba ba cái yêu cầu là của nó. Nhà anh ở bên trong rừng chẳng nó không có điện em ạ, nhưng mà anh bếp làm sao mà đun cho nó không khói, không điện nhưng mà vẫn đun được, như anh đun ngon mà không có khói thì không biết cách nào mà cái bếp này cách thức nào hay không lớn hai ba trăm sẽ hướng dẫn cho bác cách thức mà cái bếp này nó có. Như các bác là bếp ở đây thì em có bếp C28 thôi nhá, mình đặt tên con bếp là bếp C28. Bếp này có khả năng gọi là đun nhá và đun không cần đấy gọi không cần điện có đấy. Vậy thì là cái tức là nó có chỗ gắn thêm quạt gì và cộng chúng với ta này sẽ làm như thế nào thì các đun bác theo kiểu mà đun tự do tức là hút anh như làm đến đâu thì em hai nó có hai chức năng ở đây là nếu mà không có điện cho bác thì nó sẽ cháy được các bếp của bình thường, cháy tốt hơn cái bếp của bình thường, khi có điện thì tốc độ nó sẽ tăng lên gấp 3-5 lần nữa nha. Và đặc biệt là cái bếp này nó có thể nướng nấu được nó rất là ok luôn. Alo chị Mỹ, chỉ mỗi người một nghề. Bây giờ các bác nào chị tái có Mỹ làm là đây em ở tiệm mỹ nào giúp các bác thấy rồi không đấy. Cái này là bây giờ đấy còn chân cái đây than nữa à, không phải chân đây là cái đây. Em hữu chuẩn bị hàn một cái chưa đấy, em hữu còn cần cái bộ đấy chúng ta có thể rồi đây bây giờ đây hàn chân cũng tí đấy và bây giờ là chúng ta sẽ hàn chân nữa nhá. Hàn chân mình chân giống như bên khác, tất cả bên mình là mình cho hàn chân trụ hết rồi. Chứ mình không hàn chân những cái chân gọi là mỏng mỏng kia, nó hoàn toàn là hàn ở trên trụ ống hết, nó cái độ gió được cao. Bếp này có thể chịu tải tầm 100-200 kg cái lớp nhé. Chân rất hay, bên này là thép của mình làm là bằng thép ấy, của Liên Xô, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, tha hồ mà sử dụng nhé. Nó sẽ khỏe hơn. Đấy, mình hàn chân là mình tải tốt hơn là nếu nó sẽ không bị nghiêng. Cái hàn chân của chúng ta hàn ba nếu chúng ta để cái nồi to để lệch sang một bên một chút là nó sẽ bị đổ. Và chân như này là chân cắt và là sao nó khít nhưng mà mình sẽ hàn bốn chân luôn chứ mình không bao giờ mình hàn ba chân của mình nhá. Lý do tại sao bởi là ba chân thì nó dễ cân bằng hơn nhưng mà khi mà nó bị nghiêng ở một góc chúng ta để lỗ to á nó rất hay khi chặt hay đổ. Nếu mà chúng ta hàn bốn chân ta phải cắt góc nào cũng được mà nó không nghiêng một chút cũng không bao giờ đổ ra được. Chân này đó, chân này thì đảm bảo các bác trọng tải, các bác tải trọng tầm độ 300-400 kg thoải mái. Đấy, sau khi hàn chân xong thì mình sẽ đưa mình kiểm tra xem nó thực sự nó có bằng hay chưa. Chân của nó, chân ba chân, ba chân có thể phát ra ngay nhưng mà nó yếu và nó hay bị nghiêng. Sau khi nó bằng đâu đấy thì bắt đầu mình cho hàn chết mọi người nhé. Đây nó gọi là hàn mớm. Sau khi chúng ta kiểm tra nó ok đâu đấy xong thì chúng ta sẽ cho hàn chắc lại các bác nhé. Mình thấy cái chân này, hai cái chân này nó chưa bằng nhau thì chúng ta sẽ phải kiểm tra nó một lần nữa đến khi nào mà nó ngoan thì thôi. Đấy, bằng phẳng đấy, bằng phẳng nữa thì chúng ta sẽ hàn nó vào, sẽ cho hàn chắc chắn vào. Hàn ở đây mình hoàn toàn cho nó rồi hàn này nó không có xỉ hay nó sắc cho hàn que rất là nhiều lần. Đấy, hàn này đẹp và chắc cho hàn que. Đấy, các bác nhìn xem ở giữa này của nó có một cái chỗ dẫm này,
vậy thì cái chỗ rỗng này, vì cái chỗ rỗng này là để than nó sẽ rơi xuống đây, vậy thì cái chỗ rỗng này thì chúng ta sẽ có phải cho thêm những cái gì, chúng ta sẽ phải làm việc cái chỗ rỗng này tiếp tục các bác nhé. Cái chỗ rỗng của chúng ta sẽ hàn những cái nan. À, những cái nan để sau khi có hai mục đích là nó sẽ hút gió từ bên dưới đi lên bên trên, thứ hai là sau khi cháy là than nó sẽ rụng xuống, chúng ta sẽ không phải mất công khởi than nữa, chúng ta chỉ cần để một nào, đây sẽ thêm oxy cho cái bộ đốt này đốt tăng áp nhá, bộ tăng áp. Nếu mà chúng ta ở chỗ nào chúng ta có điện chúng ta sẽ xài cái loại này, nếu mà ở chỗ nào điện ta không có điện thì thôi, quạt có là gỗ mà không bổ sung thôi, có quạt thì nó sẽ cháy mạnh hơn và cháy tốt hơn nữa, còn không có quạt thì nó vẫn cháy bình thường các bác nhé. Tiếp theo sau khi chúng ta hàn bộ tăng áp thì đây này, đây chính là cái đấy, đây chính là cái những cái giá đỡ này để cho than nó có thể tự động ngọt xuống phía dưới mọi người nhá. Cái này là than tự động ngọt xuống phía dưới, nó có hai chức năng là để cho than và do lọt xuống phía dưới, thứ hai nó chính là hút oxy từ dưới này lên nhanh. Còn nếu mà chúng ta thiếu khí oxy thì chúng ta không thể nào mà cháy tốt được. Việc đầu tiên của chúng ta là nó phải oxy nó luôn luôn đi từ bên dưới lên và nó sẽ được chia ra làm sao cho nó nhiều oxy thì cái củi nó sẽ cháy triệt để hơn, nó cháy triệt để thì nó sẽ không có khói, nó không có khói, và thứ hai là nhiệt lượng nó sẽ cao hơn. Đấy. Và các bác quan sát đây, tất cả những mé thành này nó đã cắn hết thì nhiệt lượng nó gần như nó sẽ được bảo ôn ở bên trong này và nó đi thẳng lên trên nấy rồi, cho nên là chính vì vậy là nó sẽ tiết kiệm hơn so với chúng ta đun những cái loại bếp củi thông thường. Bếp củi thông thường chúng ta kê mấy viên gạch ấy, lửa nó sẽ đi sang ngang và gió nếu mà gặp trời mưa hoặc trời gió là nó sẽ tạt lửa, là chúng ta sẽ rất khó để mà đun. Còn cái chiếc bếp như này các bác có thể đặt trực tiếp nồi lên và đun, càng trời gió thì lại càng ngon các bạn. Cái bếp này trời gió đun ngon đấy, chúng ta cứ quay cái cửa nó ra cái hướng gió thì nó lại thổi cái gió vào bên trong, nó làm cho cái bếp càng ngày càng cháy đây hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ hàn cái này, cái vành của nó, cái vành này nó cũng có hai tác dụng các bác nhá, một là trang trí, thứ hai là tăng diện tích bề mặt cho cái bếp, làm cho cái bếp trở lên đẹp hơn và ngon hơn rất là nhiều. Chủ bếp thứ hai nó làm cho cái bếp đẹp và chắc chắn hơn, cũng như là nó tăng cái độ chắc chắn của bếp lên nữa. Cái sắt nó bia để nó hết nó bóng nhẵn rồi cơ, sau đó chúng ta nắp lên đây cho nó đẹp và nó hoàn hảo hơn trước nhé. Đấy, các bác nhìn chưa, đang ở cái bếp như cái kia, nhưng mà bây giờ chúng ta nắp cái vành như phát là nhìn nó ngoan hơn nữa. Cái bếp này rất là hay, sau khi các bác có thể bỏ than ở đây các bác nướng, các bác có thể vừa nướng vừa nấu nó rất là ok luôn. Đấy, chúng ta sẽ cấn vào đây, cái vành này chúng ta cũng không cần phải làm nhiều nữa, chúng ta chỉ làm cấn thôi. Sau khi đây chúng ta đưa đây ra, chúng ta đưa cái chổi tóc trở vào, chúng ta đánh bóng nó đi, đánh bóng đi đây nha. Nhưng mà đánh bóng trước này đi thì sau này chúng ta hàn xong chúng ta sẽ không phải đánh nữa, nó sẽ nặng hơn. Chứ nếu mà chúng ta tay chân nó cứ vào những cái thời nó dưới nó rất là khó và nó đi nhiệt. Đấy là lý do tại sao mà em giữ cái sơn, tại vì sơn nó rất là hai cái tay này để các bác lúc bê đi bê lại cho nó dễ luôn nhé. Bếp nóng chúng ta cũng chỉ được gót hai cái dẻo và chúng ta bê giống như kiểu hai cái tay lồng luôn, nó rất là dễ và an toàn hơn. Và cái này em nghĩ là bằng thép hết nha, cái bếp này nó nhẹ nhàng. Ra bảo rồi, ra nhà Đức dân. Mùa đông ấy, chúng ta cho than hoa bên trong này, chúng ta cho anh mình thứ hai đây. Bếp này có bán gì đi du lịch hay là chúng ta lấy cái mặt kìa, tử luôn, học sinh các bạn, đi nghề tầm năm. Chỉ rơi tầm 4-5 cân đéo rồi có tiền này. Cho anh mình cứ hải tiền này là lý do tại sao bạch thì bọn này là bọn lâu cô giáo thầy giáo nó là đỡ được cả nồi nhỏ đấy, nồi to các bác nhá. Tiền thì 300 đang lấy rồi đấy nào uống. Có đó thì nó sẽ làm rất là bằng phẳng, rất là bằng phẳng. Chúng ta có cài đặt cái nồi hôm qua thiếu đóng sáng mai đi luôn, hôm qua thiếu hàng có để đấy trước nữa mai đi, nay chủ nhật bọn kim hoàng phải đấy hạ luôn cái kia tính giá nhất lên nhanh. Thứ hai là đều nó chỉ
Vấn đề là nó không vừa chứ vừa nhấc được cái như là nó bị lệch chứ. Không phải không nhấc. Cái này là về này chúng ta chỉ yên tâm để chúng ta mang ra sử dụng những video